Rồi xin chào toàn thể quý anh em. Này lên sóng với anh em cũng hơi trễ nữa, mong anh em thông cảm. Em đang dọn chiếc xe của em lại để ngày mai đi nó lên hình đi, rồi rồi em sẽ làm một cái clip. Em nói chung là chỉ chia sẻ thôi chứ không có mà mang tính chất mà khoe khoang hay là chỉ bảo gì đâu. Đó, em dọn chiếc xe 110 lại. Khi mà nó lên hình rồi thì em sẽ review cho anh em là em dọn những cái gì vô, hết bao nhiêu tiền và tại sao em dọn như vậy. Đó. Rồi, bữa nay nói chung anh em cũng ủng hộ nhiều. Biết ơn anh em. Thì em mới về cái lô bình xăng con này hồi trưa thì dự định quay cho anh em trong buổi chiều luôn để tối lên clip, nhưng mà em không có thời gian, quá đuối rồi. Thì giờ em lên cái lô bình xăng này, anh em nào chốt thì alo em nhé. Số điện thoại em 0865890158. Số đó có Zalo với Facebook, anh em chat thoải mái. Cái lô này em về được tổng cộng coi 368 bình xăng con. Trong đó cái dãy trên cùng 3 bình này là bình quay ZX nè. Được một bình rim Thái. Ê, xin lỗi anh em, bình của Super đời đầu thôi, không phải rim Thái đâu, nó Super đời đầu thôi. Một quay Thái 110, một Super đời cao và hai bình RS. Anh em chốt bình nào thì cứ alo. Mấy bình này tình trạng thì em sẽ báo ngay từ đầu video luôn để anh em mình khỏi lăn tăn lằn nhằn cho nó mệt, mất thời gian của nhau. Anh em mình cuối tuần này cũng có thời gian dành cho gia đình nữa. Đó. Tất cả những bình này đã qua vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài. Đó, canh chỉnh xăng gió ổn định hết trơn rồi, bao garanti, bao không chảy xăng dư. Anh em mua về cứ việc lắp lên xe là dùng, không làm gì thêm. Đó, xin đập lại. Tất cả các bình trên đây em vừa quay lên là những bình đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, canh chỉnh xăng gió hết rồi, im ru rồi. Đó, anh em chỉ cần mua về lắp lên thôi, không làm gì thêm. Rồi, xin đi vô chi tiết. Đầu tiên là lên cái dãy trên cùng đi. Bình quay ZX 100. Cái lô 3 bình này quay ZX 100 không? Quay ZX 100 nha anh em. Đó. Quen pha nhỏ mình xài chung ráo hết trơn anh em ơi. Mã số 9 là nói chung cái người bán cho em họ đánh thôi chứ em cũng chả đánh làm gì. Đó. Vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, anh em mua về lắp lên là dùng, không làm gì thêm. Đó. Đã có test hết rồi nha anh em. Mấy bình này có test hết trơn rồi, anh em mua về lắp lên xe là xài liền, không làm gì thêm hết trơn á. Cái lô 3 bình xăng con quay ZX này mỗi bình bán cho anh em bán cho anh em giá 500.000, anh em chốt alo mua về gắn lên xe là xài. Rồi. Một. Cái bình này mã cuối là UBF, rồi anh em nhớ nha, AUBF nha, nhớ nha anh em. Anh em chốt bình nào thì cứ hú em. Đó. Trẻ ga kim đốt. Thì ở thời điểm hiện tại xăng anh em nào muốn tiết kiệm xăng, mình chạy chở hàng hay là mình đi đồng đi ruộng, hay là xe mình đi làm xa, anh em có được và sở hữu những chiếc quen pha nhỏ mà bình xăng con của mình hết ngon rồi thì có thể liên hệ cho em. Bình xăng con của mình mất garanti, bị đổ mồ hôi đồ đó thì cứ liên hệ cho em để mua bình giá 500.000 đó. Rồi tiếp theo cũng là một bình xăng con quay ZX luôn, số 10 ở đây họ đánh thôi chứ em coi mã không à. Bình này mã là AOGS, rồi anh em nhớ nha, AOGS đó. AOGS nha anh em. Đó, tất cả những bình này anh em mua về lắp lên xe là xài liền, không có làm gì thêm hết trơn á. Đã canh chỉnh xăng gió, vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, mua về lắp lên xe là xài thôi. 500.000 một bình nha, cho một bình quay alpha 100. ZX rồi đó. 500.000 bình, bình này có lém nè. Bình này bán anh em giá là 400 thôi. Bình này có lém miếng nè. Đó, 400.000. Mua về lên xe là xài liền nha anh em, không có làm gì thêm nha. Rồi. Tiếp theo. Đây cũng vậy. 500.000, lô 3 bình xăng con quay ZX. Mã là ASAD. Đó, anh em muốn lấy cái mã nào thì mình lấy. Lấy cái mã nào báo em. Đó, lấy cái mã nào báo em giao anh em đúng cái mã đó. Đó. Đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, canh chỉnh xăng gió sẵn hết trơn, anh em mua về lắp lên xe là xài. Đó. Bao anh em chạy tiết kiệm xăng ngon ngọt. Đó, 500.000 một bình, anh em chốt alo.
Chỉ có cái bình số 2 nãy cái trái gà của nó có lém miếng thôi, là bình đó bán anh em giá 400.000, còn bình này hai bình này giá 500. Tiếp theo ở đây em có được một bình Superim đời đầu, Super đời đầu nha anh em. Họng xăng nó có số 42 nè anh em thấy không, họng xăng số 42 nè, ở đây nó có chữ T nè, Kenhin chữ T đó, mã cuối của nó là QD08. Rồi anh em nhớ QD08 nha, bình Superim đời đầu, bình nào nói ra bình đó cho anh em để anh em dễ lựa chọn. Bình Superim đời đầu này bán cho anh em giá là 550.000, anh em chốt alo 550.000 nha, 550 đó. Vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, anh em mua về lắp xe là dùng thôi, 550.000 đó. Mấy bình này toàn là đời thấp không à, cho nên trái ga nó có phớt là chuyện bình thường, anh em bình theo xe hết. 550.000 anh em chốt alo em nha. Tiếp theo là một bình xăng con quay thái 110 đời 99. Bình xăng con quay thái 110 đời 99, bình này theo xe không phải hàng mới nha anh em, bình theo xe. Cũng vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài à. 7CAA. Anh em đừng hỏi em đóng bông tu hay chưa, em nói thẳng với anh em luôn, em không biết. Tại vì em chưa có kiểm tra bên trong. Họng xăng KFL, bình theo xe nha anh em, không phải hàng mới nha. Bình này em bán anh em giá 900.000, bao anh em về xài ngon lành cành đào. Anh em nào có chơi 110 thì hú em. Đó. Anh em gắn quen pha nhỏ rồi ok. Bình này cũng vậy. Đẹp, ok. Bao anh em lên xe. Bình này trái ga ít lém nữa nè. Mới phớt phớt rồi chưa có lém gì, lò xo zin nha anh em. Nè, mới phớt phớt nè, chưa có lém gì chân. 900. Dàn lô mình ôm chung như hết đó anh em, chứ đâu có được quyền lựa chọn đâu. Rồi 900 nha anh em. Tiếp theo là một bình xăng con The Superim đời cao. Superim đời cao nha anh em, Superim đời cao. Bình này là bình xăng con Superim đời cao đó. Bình Superim đời cao này, cái mã cuối của nó là DB23. Rồi anh em nhớ nha, Superim đời cao tất nhiên thì nó phải đẹp rồi. Bình này nói tới Superim đời cao này thì khỏi nói anh em, bao anh em garanti chuẩn đẹp. Về anh em lắp lên xe là dùng liền, không làm gì thêm. Bình xăng con Superim đời cao này em bán cho anh em giá 650.000 anh em. Bình này đúng chuẩn trái ga đen thùi luôn, trái ga zin luôn nha anh em. Đó, trái ga đen thùi lùi luôn. Không lém không gì luôn, Superim đời cao anh em chốt alo em nha, 650.000 anh em. Trái ga đen thùi không lém luôn. Rồi. Tiếp theo là em có cái lô hai bình xăng con quay RS. Bình xăng con quay RS này á, thì mỗi bình em bán cho anh em dưới giá là 500.000. Đó, anh em nào thích chơi bình đời cao quay RS này có thể liên hệ cho em 500.000 một bình. Đó, bình xăng con quay RS này là bao anh em cực kỳ. Đó, quay RS nha anh em. 500.000 một bình. Anh em nào thích chơi bình đời cao có thể liên hệ cho em nha. 500.000 một bình. Anh em chốt thì alo. Đó. Bao anh em về lắp lên xe là dùng liền, không làm gì thêm. Bình RS nó nặng lắm, so với bình quay A đời cao nó nặng hơn nhiều. Em ở đây em bán bình đời cao, em bán mấy cái bình xăng con quay A đời cao em bán suốt à. 500.000 một bình, anh em chốt thì alo em nha. Đó. Bao anh em lắp lên xe là dùng liền, không làm gì thêm nha anh em. Nè, bình xăng con quay RS đây có phớt phớt nè. Đó. Ok. 500.000 một bình nha anh em, hai bình thôi, duy nhất được hai bình. Quay RS, vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài hết rồi. Hai bình này nó cái tình trạng nó giống hệt nhau mà anh em lấy bình nào cũng được. Bình nào nó cũng ok, chân về là dùng liền khỏi suy nghĩ. Quay RS nha anh em. Rồi, 500.000 một bình. Chắc chắn là hai bình RS này sẽ bay trước người ta, tại vì em biết bình RS này anh em cũng rất là tin dùng. Đó. Rồi ok anh em. Rồi, mến chào anh em nha. Anh em lấy bình nào rồi alo em nha anh em nha. Chào anh em.